Nóng, đại diện Phi Nhung tiết lộ tình trạng sức khỏe thực sự của nữ ca sĩ sau hơn 3 tuần điều trị. Giữa một loạt tin đồn thất thiệt về sức khỏe của Phi Nhung, đại diện nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng phản hồi, nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Vào ngày 22 tháng 9, trên fanpage cá nhân, đại diện phía Phi Nhung đã đăng đàn thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của nữ ca sĩ. Xin thay mặt Phi Nhung chân thành cảm ơn những lời hỏi thăm sức khỏe, những lời cầu nguyện và động viên của quý vị khán thính giả cũng như của anh chị em đồng nghiệp hiện tại phi nhung vẫn đang được điều trị tích cực và đang có tiến triển khả quan cả nhà yên tâm giữ niềm tin và tiếp tục dành yêu thương cũng như gửi lời nguyện cầu cho phi nhung của chúng ta nhé cũng rất mong những trang tin không tự ý đưa những tin tức sai lệch về tình trạng sức khỏe làm hoang mang khán giả và ảnh hưởng đến gia đình theo đó đại diện phi nhung bác bỏ những tin đồn thất thiệt về sức khỏe của nữ ca sĩ khẳng định hiện tại cô vẫn đang đang điều trị tích cực và có những tiến triển khả quan Phí Phi Nhung còn mong muốn khán giả sẽ cùng gửi lời cầu nguyện cho bà mẹ đông con nhất Showbiz và chọn lọc thông tin để biết được chính xác nhất tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Ngay dưới bài đăng, rất nhiều khán giả đã thở phào khi biết tin sức khỏe Phi Nhung đang dần phục hồi và không quên gửi lời cầu nguyện cho nữ ca sĩ. Luôn tin tưởng nghị lực của chị, cố gắng và mạnh mẽ lên chị nhé. Mọi người luôn yêu thương chị, mong chị nhanh hồi phục sức khỏe để về đi. sâu khán giả mong chờ chị nhiều lắm ạ. À. Chúc chị nhanh khỏe để đem lời ca tiếng hát đến mọi người và tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cố gắng lên chị nha. Cầu Phật trời phù hộ cho Phạm Phi Nhung vượt qua bệnh sức khỏe tốt về với đàn con thơ đang cần mẹ Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cho đến hiện tại, thông tin về sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.